Vì lợi ích cho số đông
đẹp. Vì lợi ích cho chư thiên và loài người, người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy chính là Phật Thích Ca. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Rừng vô Phật Thích Ca đàn sinh, vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho muôn loài. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ đàn sinh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ thị hiền đàn sinh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chân tâm đoàn, nhiều mừng Đức Phật Đản Sinh Bồ Tát Tấn Đạt Đà. A Tăng Kỳ Kiếp Bao La Công Đức Bày La Bồ Đề Đến Kiếp Cuối Cùng. Khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu, giờ mình
Hòa vang tiếng thiên thần, cội bồ
trên cung trời đâu xuất. Bồ Tát hộ mình quan sát nhân gian, thấy chúng sinh lầm than, thấy chúng sinh mê lầm, chịu nhiều khổ đau. Bồ Tát không yên lòng, quyết xuống cõi nhân gian, dùng nhãn thông quan sát. Bồ Tát đã chọn sinh trong dòng sát đế ly, vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia ứng hiện điểm lành, voi trắng sóng ngà nhập vào bên hông. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Đại địa rung chấn động, đại địa rung chấn động. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Kiết ra hoàng hậu Ma Gia được luôn mát mẻ hiền hòa tươi vui. Đến kỳ sinh nở, hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại, ghé rừng vô ưu hạ sinh. Bồ Tát tất đạt đa, dòng phun nước thiêng thái tử, chư thiên ca hát dài hoa cung dường, sen hồng nâng gót bảy bước chân thiêu. Trái đất chuyên dung khi ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh, khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh, khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Có
con nay cung kính Đức Như Lai, học hành chư thiên tâm thân Ngài. Khi vừa đàn sinh đi bảy bước, tất đạt đã thái tử giáng trần. Chi tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sinh năm trước rời câu trần, cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân, có tỷ lỡ về chưa từng sinh, giữa cây xa la chưa từng diệt, bất sinh bất diệt đức cù đàm. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, hương tâm tỏa ngát khắp mười phương. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, pháp giới chúng sinh thầy đã mời. Chưa thiên tấn thần Ngài, khi vừa đàn sinh đi bảy bước, tất đạt đã thái tử giáng trần. Chi tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sinh năm trước rời cầu trần, cùng chúng Như Lai tịnh pháp thân, ca tỳ lã vệ chưa từng sinh, giữa cây xa la chưa từng diệt, bất sinh bất diệt đức cù đàm. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, hương tâm tỏa ngát khắp mười phương. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, pháp giới trong sinh thầy ca mừng. Sắc tham đấng đại giác ngộ,
đàn sinh cõi ta bà. Tiếng uy nghiêm thiên thượng thiên.
chân tâm đoàn, nhiều mừng Đức Phật đản sinh, Bồ Tát Tấn Đạt Đa. Ba tăng khi kiếm bao lâu công đức, bay la bồ đề đến kiếp cuối cùng. Khi vừa đản sinh lông trắng che đầu, chúng
muôn loài chúng sinh yêu quý hòa bình. Phật giáo khắp toàn cầu thắp sáng nguồn trí tuệ vô ngã từ bi. Hân hoan đón chào Phật giáo khắp năm châu kết xe hoa nhiệm màu Phật từ khắp toàn cầu. Đường bạn chính đạo kính mừng Đức Từ Phụ Thích Ca, Đức Từ Phụ Thích Ca. Từ cung trời đâu xuống đàn xin quái ta bà hóa giải hết oán hận cứu khổ cùng ban vui. Phật giáo khắp năm châu cùng năm
sắc màu, chư thiên chúa ngã trời kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Phật từ khắp năm châu, Phật từ khắp địa cầu, tưng bừng vui kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Phật từ Bến Xe Hoa, Phật từ Hát Múa Ca, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được sáng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay.
một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt. Thích Ca Mâu Ni
tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tòa đại đức tăng ni. Kính thưa chư quý vị đại biểu, đại diện quý cấp chính quyền, thưa toàn thể nhân dân, đồng bào Phật tử xa gần. Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn Phật lịch 2568, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành, tổ đình Quang Khánh lịch sử, đông đảo tăng ni Phật tử, chư quý vị đại biểu đã vân tập về đây đón mừng kỷ niệm ngày ra đời của bậc đạo sư xuất thế do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức. Trong giờ phút mầu nhiệm thiêng liêng này, xin tất cả chúng ta hãy đem tâm thành kính hướng về Lâm Tỳ Ni Thành Ca Tỳ La Vệ, nơi năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời, để rồi nhân loại có một bậc vĩ nhân hiện thân của sự hiểu biết vô tận và tình thương bao la, để rồi dòng dõi lạc hồng có một tôn giáo cổ kính với bốn đức tính từ bi hỷ xả làm chất liệu nuôi lớn tâm hồn con dân nước Việt hơn 2.000 năm lịch sử. Trong không khí thanh tịnh tràn đầy hỷ lạc này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình chính thức như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Cử quốc ca đạo ca phúc nhập từ bi quán cung nghinh Đức Phật đản sinh. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn đại lễ Phật đản, tặng hoa chúc mừng, phát biểu chúc mừng của đại diện quý cấp chính quyền, lời cảm tạ của ban tổ chức, nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản và tắm Phật sơ sinh và hồi hướng bế mạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng, giờ đây chúng con xin cung thỉnh quý ngài, trân trọng kính mời quý vị đồng hoan hỷ khởi thân trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị. Xin trân trọng cung thỉnh và kính mời chúng con cung thỉnh thượng tọa trưởng ban tổ chức khởi niệm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng về quốc kỳ, cử quốc ca. Thank you.
Phật giáo Việt Nam thống nhất tăng đàn chung từ nay nào cùng nắm tay kết nên một cái xe cùng làm sao cho ta xem người đời nơi đất nước muôn phương thắng nhỏ Phật giáo Việt Đàn sinh tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chư tôn đức tiền bối hữu công, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Thôi, phút nhập từ bi quán đã trôi qua, cung thỉnh chư tôn đức trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, vô ưu thủ hạ thị hiện đản sinh bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi kỳ diệu thay vầng thái dương đã mọc, rạng rỡ thế gian sưởi ấm muôn loài. Ngày Phật đản chính là ngày hoa nở, đóa hoa lòng cao cả sáng gương soi. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa chư quý vị, thưa toàn thể nhân dân, đồng bào Phật tử xa gần. Cách đây 2648 năm, một bậc thánh vĩ đại đã thị hiện trong công viên Lâm Tỳ Ni, ngang qua hiện tướng thái tử thuộc vương tộc Gotama, tiểu quốc Sakya phía bắc Ấn Độ. Sớm nhật chân được chân lý tứ tướng vô thường của kiếp nhân sinh, Ngài đã từ bỏ vương quyền để lên đường tìm cầu giải thoát. Sau khi tìm đạo, tu đạo và chứng đạo, Ngài đã đạt được sự chứng đắc tối thượng, được trời người cung kính là đấng tôn kính nhất thế gian. Đó chính là Đức Từ Phụ có tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni Văn Phật. Sự xuất hiện của Ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Một tôn giáo lấy nhân bản làm nền tảng cơ bản, lấy pháp duyên sinh làm tư tưởng cốt lõi để hoằng pháp độ sinh. Một tôn giáo được xác lập trên nền tảng của sự thực chứng tối hậu chân lý. Chân lý về khổ, chân lý về căn nguyên gây khổ, chân lý về trạng thái vắng lặng của khổ đau và chân lý về con đường đưa đến trạng thái giải thoát khỏi khổ đau. Một tôn giáo có tên là đạo tỉnh thức ra đời để giải quyết vấn nạn khổ đau của kiếp người. Hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua, tuệ giác tỉnh thức đã soi chiếu tâm hồn Việt Nam, dòng sông từ bi đã thấm đẫm tươi nhuận non sông Việt Nam qua bao lịch sử thăng trầm, để người con Việt có một tôn giáo cổ kính thâm huyền, góp phần đáng kể vào kho tàng tư tưởng văn hóa nước nhà, kiến tạo xã hội bằng chất liệu hiểu biết và thương yêu trong suốt hàng ngàn năm qua cũng như thời đại ngày hôm nay. Và sáng hôm nay, phụng hành thông bạch hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử tỉnh Hải Dương long trọng cử hành chương trình đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Thời giờ này nhận lời mời, lời thỉnh cầu của ban tổ chức, chư tôn đức, quý đại biểu đã hoan hỷ quang lâm, thân lâm, chứng minh tham dự. Chúng con được cung đón và giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, trưởng Ban Tổ chức đại lễ. Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Dũng,
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ. Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Phó trưởng Ban Trị sự Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ. Về phía đại biểu khách mời của tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức chúng tôi được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Phan Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có các ông bà đại diện tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Về phía đại biểu khách mời huyện Kim Thành, Ban Tổ chức chúng tôi được trân trọng giới thiệu ông Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu bà Đồng Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Kim Thành thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể huyện Kim Thành thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu có sự tham dự của chư quý vị đại diện quý cấp chính quyền, huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh thân lâm về dự. Chúng con được cung đón và giới thiệu chư tôn thiền đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương quang lâm về dự. Chúng con được cung đón và giới thiệu chư tôn thiền đức các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương thân lâm về dự. Về phía đơn vị đăng cai, Ban Tổ chức được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Thứ, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ. Chúng con được cung đón và giới thiệu chư tôn thiền đức tăng ni, chủ trì các cơ sở tổ đình tự viện trong toàn tỉnh đồng quang lâm về dự. Chúng tôi được trân trọng giới thiệu có sự tham dự của quý ông bà, đại diện các nhà lãnh đạo tâm linh, đại diện các tôn giáo bạn trở về tham dự và chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu về phía đại biểu của xã địa phương sở tại, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ngũ Phúc thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu có sự tham dự của các ông bà đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Ngũ Phúc thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu có sự tham dự của quý ông bà đại diện cấp ủy chính quyền thôn địa phương sở tại thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu sự tham dự của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể 18 xã thị trấn trong toàn huyện Kim Thành thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu có sự tham dự của các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền thanh truyền hình tỉnh Hải Dương, huyện Kim Thành trở về tham dự và đưa tin. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và xin vui mừng giới thiệu có sự tham dự của hàng ngàn đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh. Trân trọng cảm ơn toàn thể ký liệt vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng. Tiếp theo chương trình là thông điệp đại lễ Phật đàn
của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Vân, trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức đại lễ tuyên đọc bức thông điệp. Xin đề nghị toàn thể đạo tràng đồng khởi thân trang nghiêm lắng nghe bức thông điệp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện tại đạo tràng. Được sự phân công của ban tổ chức, chúng con xin được cung tuyên bức thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hội đồng chứng minh thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, dương lịch 2024. Thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ly trưởng, ly sư, đại đức tăng ni. Thưa chư quý vị đại biểu, quý khách, đại diện cho quý cấp chính quyền, thưa quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật Đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khí hân hoan của những người con Phật khắp năm châu. Muôn người đều hướng về đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành kính mừng ngày đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bậc đạo sư ra đời vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người. Với chúng ta, đại lễ Phật Đản hay ngày tam hợp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực, chuyển hóa nỗi khổ, đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho vạn loại chúng sinh. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ. Hận thù tiếp lối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ khí hủy diệt đang đe dọa khắp hành tinh thân yêu của chúng ta, hủy diệt sự sống của nhân loại. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng chân kính và nỗ lực thực hành lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn, đạo đức. Mùa Phật Đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tiến thực hành những lời Phật dạy của Đức Thế Tôn, tịnh hóa tâm thức, chuyển hóa tam độc tham sân si thành tam vô lậu học, giới định tuệ, kiến tạo chính báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình, an lạc như kinh Duy Ma Cật Đức Phật đã dạy: tâm bình thế giới bình, tâm an vạn vật an. Kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kêu gọi chư tăng ni và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan, mỗi người càng tinh tấn tu tập thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sinh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ, với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Tôi mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình an lạc. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý đại biểu quan khách, quý đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản vô lượng cát tường,
thành tựu viên mãn các thiện sự trong ánh hào quang của Đức Thích Ca Từ Phụ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Não Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã ấn ký. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chư tôn đức, quý vị đại biểu và quý nam nữ Phật tử đã lắng nghe bức thông điệp của Đức Pháp Chủ A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được tri ân Thượng tọa Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đã cung tuyên bức thông điệp đầy đạo tình của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, toàn thể tăng ni Phật tử Phật giáo đồ tỉnh Hải Dương xin y giáo phụng hành bức thông điệp hướng về Trung ương Giáo hội, cầu nguyện Đại Lão Hòa Thượng Pháp Thể Khinh An cửu trụ Ta Bà để tiếp tục dìu dắt con thuyền Phật giáo Việt Nam đồng hành phát triển cùng dân tộc. Xin được thành kính tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng. Tiếp theo chương trình là diễn văn đại lễ Phật đàn của Trưởng lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ tuyên đọc diễn văn. Nam mô cung kính Thỉnh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thần đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng. Con xin được cung tuyên diễn văn Phật đàn Phật lịch 2568 dương lịch 2024 của Trưởng lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức, Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, nhân ngày Phật đản, thay mặt Hội đồng Trị sự, tôi xin gửi tới toàn thể chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lời chúc mừng đại hoan hỷ, đại hòa hợp. Kính chúc quý vị mùa Phật đản an lành dưới ánh từ quang của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý liệt vị, Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 năm nay diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm. Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam tự hào đã đóng góp vào chiến thắng hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Với các thế hệ chư tăng tham gia phong trào cởi áo cà sa khoác chiến bào, đó cũng là minh chứng lịch sử tiếp nối hào khí Đông A thời Trần của Phật giáo Trúc Lâm, Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong dòng chảy của lịch sử Phật giáo Việt Nam, đồng thời minh chứng cho hạnh nguyện cao cả của các bậc Bồ Tát đi vào đời phát tâm đại nguyện. Như trong Đại Luận Trượng Phu có nêu rõ, Bồ Tát hy sinh tất cả cứu người, người ấy là người tối thắng của muôn loài, là người hướng dẫn muôn loài đạt được sự an vui giải thoát. Kính thưa quý liệt vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương vĩ đại nhất. Đức Phật đã dạy các đệ tử rằng tri ân tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Một người có lòng tri ân, họ sẽ có tất cả. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong đất nước hòa bình, thịnh vượng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn và báo ơn đối với sự hy sinh thiêng liêng của biết bao thế hệ cha ông để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tăng ni phải đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và làm tròn bổn phận của mình, góp phần xiển dương chánh pháp, tỏa sáng đạo màu đến khắp thế gian. Các cấp giáo hội tập trung tổ chức kỳ an cư kết hạ Phật lịch 2568 hành trì giới luật để trang nghiêm giáo hội, ngõ hầu báo đáp chư vị tổ sư tiền bối.
tăng ni, các chùa, cơ sở tự viện đổi mới, sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội thông qua việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử, giúp cho các bạn trẻ trở thành những người con ngoan, trò giỏi, học tập tiến bộ, giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước hùng cường, thịnh vượng. Thiện nam Phật tử, hãy gắng sức tu tập, luôn tinh tấn trau dồi sức đức hạnh, dứt bỏ tham sân si để thân tâm được an lạc, thanh tịnh, bước lên con đường giải thoát trong tương lai. Như vậy mới không phụ công của Đức Thích Ca Từ Phụ. Đó chính là đóa hoa thành kính dâng lên Đức Phật nhân ngày Vê Sắc trọng đại này. Kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni, quý đồng bào Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu các Phật sự, ích đạo lợi đời, phục sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con xin được tri ân Thượng tọa Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản. Xin được thành kính tri ân. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng thân lâm trở về tham dự chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cử hành Đại lễ kính mừng Phật đản. Quý vị đại biểu cũng có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng chương trình đại lễ. Giờ đây chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Vân, Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Thượng tọa Thích Thanh Viễn và Đại đức Thích Thanh Thứ đồng tiến lên trước lễ đài để nhận những lẵng hoa tươi thắm của quý vị đại biểu. Và trước hết một tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng. Mở đầu là lẵng hoa của đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt tặng hoa chúc mừng. Xin những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn. Tiếp theo là lẵng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đại diện tặng hoa chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Sau lẵng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương là lẵng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, quý vị chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng. Xin trân trọng kính mời lẵng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương. Xin kính mời ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đại diện tặng hoa chúc mừng. Sau lẵng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương là lẵng hoa của Công an tỉnh Hải Dương. Trân trọng kính mời ông Phan Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh đại diện tặng hoa chúc mừng. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng. Sau lẵng hoa của lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương là lẵng hoa của đại diện Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các phòng ban ngành đoàn thể tỉnh huyện Kim Thành. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Phạm Viết Tuấn, trân trọng kính mời bà Đồng Thị Nga đồng tiến lên tặng hoa chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin trân trọng kính mời ông Phạm Viết Tuấn, trân trọng kính mời bà Đồng Thị Nga, đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kim Thành tặng hoa chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính mời đại diện cho 18 xã thị trấn huyện Kim Thành là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngũ Phúc. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngũ Phúc đại diện tặng hoa chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, còn rất nhiều những lãng hoa của chư quý vị đại diện các cấp chính quyền, nhưng vì điều kiện thời gian, ban tổ chức xin được ghi nhận tất cả những tình cảm quý ngài quý vị dành cho ban tổ chức, và xin một lần nữa một tràng hô tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, đàn Phật Thích Ca nhớ dịp này, cụ Hồ xuất thế đúng hôm nay, Đức Phật ra đời vì sinh chúng, Chủ tịch Bôn Ba vĩ đại thay, Phật đưa thế giới thành hạnh phúc, Bác dẫn Việt Nam khỏi đọa đày. Hai ngày quan trọng đồng kỷ niệm, cầu nguyện quê hương sớm đổi thay. Trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức vui mừng được đón tiếp sự tham dự chúc mừng của đại diện quý cấp chính quyền. Giờ này chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu ông Nguyễn Minh Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thay lời quý cấp chính quyền phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. Kính thưa Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương. Kính thưa các chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa chư tôn đức tăng ly, thưa quý Phật tử và các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi hướng về kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đoàn lãnh đạo của tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Thành về dự lễ, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị tăng ly Phật tử và toàn thể đại biểu về dự buổi lễ. Chúc đại lễ Phật đản tổ chức thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng 4 âm lịch, những người con Phật đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời năm 1999, đại lễ Tam hợp Đức Phật, Phật đản sinh, Phật đản thành đạo, Phật nhập Niết bàn, được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới. Với Phật giáo Việt Nam, lịch sử đã có gần 2.000 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, vận mệnh của Phật giáo luôn hòa quyện với vận mệnh của dân tộc. Ở thời kỳ nào, Phật giáo cũng lấy đức tử bi hỷ xả, lấy chân thiện mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Giáo lý Phật giáo đã đi vào tâm thức của đông đảo người dân Việt Nam. Trong các giai đoạn lịch sử, Phật giáo luôn có những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước theo đúng tinh thần
hộ quốc an dân. Trong các thời kỳ, thời nào lịch sử cũng ghi nhận có những nhà sư đức cao chí lớn đứng ra giúp đời, giúp nước. Điển hình như sư Đại sư Vạn Hạnh là người có công giúp vua Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống và cũng là người khuyên Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long để tính kế lâu dài cho muôn đời con cháu. Nhờ có ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Phật giáo, nhà Lý đã thực thi hàng loạt chính sách tiến bộ, khoan sức dân, coi trọng sự học, lập quốc tử giám, mở các khoa thi kén chọn người hiện tại giúp nước. Tiếp nối truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo xứ Đông xưa và tỉnh Hải Dương ngày nay là mảnh đất đã sản sinh và lưu dấu chân hành đạo của các bậc cao tăng như quốc sư Nguyễn Minh Không, hiện được thờ tại chùa Trông, đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh, chùa Giám, thiền sư Chân Nguyên, thánh tổ Thủy Nguyệt, sư tổ của thiền phái Tạo Động Việt Nam. Các ngài đều là những bậc danh tăng uy đức nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, có nhiều công đức lớn về việc chấn hưng Phật giáo trong nhiều thời kỳ. Đặc biệt trong lịch sử, Phật giáo xứ Đông còn ghi dấu những bước chân hành đạo của Tam Tổ Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Các ngài đã sáng lập và truyền bá thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền mang bản sắc của Phật giáo Việt Nam. Tại chùa Quang Khánh, nơi diễn ra đại lễ Phật đản hôm nay, là nơi ngài Tuệ Nhẫn Quốc sư từng tu hành đắc đạo, Hoằng Dương Chính Pháp, xây dựng hệ thống 72 ngôi chùa, đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã không ngừng được củng cố và phát triển về mọi mặt, đã động viên tăng ni Phật tử nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đạt được những thành tích trên nhiều mặt như tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, nghi lễ. Tăng ni Phật tử trong tỉnh đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, thực hiện cứu khổ độ sinh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, người nghèo, trẻ em, tàn tật, mồ côi, thực hiện xóa đói giảm nghèo, cùng với các cấp chính quyền xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương. Kết quả của những việc làm đó là minh chứng tiếp tục khẳng định tăng ni Phật tử của tỉnh Hải Dương luôn gắn với đạo với đời, đúng theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những kết quả mà Phật giáo tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần yêu nước, đoàn kết, hòa hợp, tôi mong rằng trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành tựu, phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác Phật sự xã hội, cùng với tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, tôi mong muốn và đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cùng toàn thể tăng ni Phật tử của tỉnh nhà tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất là đề nghị tập thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo và toàn thể tăng ni Phật tử trong tỉnh tiếp tục noi gương và kế thừa các thành quả của các bậc tiền nhân, tập trung xây dựng giáo hội thống nhất, đoàn kết, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên của Ban trị sự, giữa Ban trị sự với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cấp trong tỉnh, duy trì tốt mối quan hệ gắn bó của tăng ni Phật tử, mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo. Hai là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quan tâm hướng dẫn động viên các tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Nghị định 95 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, để từ đó tăng ni Phật tử hiểu đúng và hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Ba là Giáo hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tăng ni Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ thuần phong mỹ tục, tích cực tham gia phong trào từ thiện, nhân đạo, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa xã hội
của địa phương. Bốn là trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng phản ánh về một số hiện tượng Phật tử và nhà sư có hoạt động không theo tổ chức giáo lý Phật giáo, có biểu hiện lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục, trái với văn hóa truyền thống, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức giáo hội. Do đó, tôi đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong tỉnh luôn kiên định tu theo chính pháp, kiên quyết đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, việc lợi dụng Phật giáo để trục lợi, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể nhân dân, một lần nữa thay mặt lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu của tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Thành, xin trân trọng cảm ơn Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể các tăng ni Phật tử đã luôn quan tâm đồng hành với nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển trong những năm qua. Kính chúc các quý vị lãnh đạo Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni Phật tử tham dự đại lễ lời chúc tâm lạc, tâm an lạc, phận sự sớm viên thành. Viên thành kính chúc các quý vị đại biểu khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức xin được tri ân lời phát biểu vô cùng quý báu của ông Nguyễn Minh Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, đã thay lời quý cấp chính quyền phát biểu ý kiến chúc mừng toàn thể ban trị sự và tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chúc ông cùng quý phái đoàn lời cầu nguyện vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương Hải Dương ngày một bền vững, văn minh và giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, với tinh thần ban vui cứu khổ, trong khuôn khổ chương trình, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành có trao một ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời bà Hứa Thị Hương, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Thành lên trước lễ đài để nhận nhà đại đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành. Xin cung thỉnh Đại đức Thích Thanh Thứ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, phó trưởng ban tổ chức đại lễ lên trao nhà đại đoàn kết. Xin những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức trao 41 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Trong đó cụ thể như sau: trường trung học cơ sở xã Ngũ Phúc 5 triệu đồng, trường tiểu học xã Ngũ Phúc 5 triệu đồng, trường mầm non xã Ngũ Phúc 5 triệu đồng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Kim Thành 5,5 triệu đồng. Sau đây chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Vân, Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Thượng tọa Thích Thanh Viễn lên trước lễ đài để trao quà ban vui cứu khổ cho các học sinh có hoàn cảnh nghèo vượt khó. Và xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngũ Phúc, ông Đào Quốc Lập, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngũ Phúc, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Kim Thành, bà Nguyễn Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Ngũ Phúc lên trước lễ đài để nhận quà ban vui cứu khổ của ban tổ chức. Xin giơ cao những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để cảm ơn, tri ân và chúc mừng. Và
Vâng, xin một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng. Hơn 26 thế kỷ đã trôi qua, mặt trời giác ngộ trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đã soi khắp bốn bể năm châu và soi sáng tâm hồn giao chỉ. Từ những hạt từ bi của Vần Lâm Tỳ Ni đã gieo khắp năm châu và gieo xuống mảnh đất thân thương hình chữ S, để hôm nay chúng ta có được nền Phật giáo Việt Nam với kho tàng tư tưởng chứa đựng nhiều giá trị đạo đức tâm linh lấp lánh tuệ giác của Đức Thế Tôn. Và giờ này, trước khi chuyển sang nghi thức mộc dục kim thân Đức Tử Phụ, là lời cảm tạ của ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Vân, trưởng ban ban trị sự, trưởng ban tổ chức đại lễ phát biểu cảm tạ. Chúng con thành kính cung thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính thưa ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các quý vị đại diện cho các sở ban ngành của tỉnh. Kính thưa ông Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các quý vị đại diện, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban chức năng của huyện. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo chính quyền của xã Ngũ Phúc và cũng như các xã thị trấn trong phạm vi toàn huyện. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thực hiện thông bạch số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành. Thực hiện kế hoạch tổ chức đại lễ kính mừng Phật Đản của các cấp giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Hôm nay là đơn vị cuối cùng, đó là huyện Kim Thành, cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng đăng cai tổ chức đại lễ kính mừng Phật Đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Có thể nói, trên địa bàn của tỉnh ta, 12 trên 12 đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, chúng ta đã tổ chức đại lễ Phật Đản cấp huyện thành công tốt đẹp. Hôm nay là thực hiện theo kế hoạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đăng ký với lại Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự và Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Thành đồng đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản tại di tích lịch sử cấp quốc gia, đó là chùa Quang Khánh, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, được diễn ra trong 2 ngày. Buổi chiều ngày hôm qua, ban tổ chức đã cử hành lễ rước xe hoa cũng như là rước bộ từ điểm tổ chức lễ đài tập trung về thành phố Hải Dương rồi trở lại huyện Kim Thành. Sau đó chúng ta thực hiện nghi thức viếng đài tưởng niệm liệt sĩ tại trung tâm của huyện và thực hiện các công việc văn nghệ, tiết mục văn nghệ để chào mừng đại lễ kính mừng Phật Đản buổi tối ngày hôm qua đã được thành công tốt đẹp. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta chính thức tổ chức kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh lần thứ 2648 năm, dương lịch 2024. Ban tổ chức đại lễ rất là vui mừng được đón tiếp quý vị đại diện cho lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đặc biệt sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các quý vị đại diện cho các sở ban ngành của tỉnh, thành phố và huyện cũng như xã địa phương sở tại. Ban tổ chức chúng ta được đón tiếp các quý vị nhân sĩ trí thức, cư sĩ Phật tử và đông đảo các tầng lớp nhân dân Phật tử trong toàn huyện cũng như trong tỉnh quang lâm về tham dự đại lễ kính mừng Phật đản. Trong đại lễ, chúng ta được đón nhận bức thông điệp của Đức Đại Não Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ly cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài với lời khuyến tấn đầy đạo tình sâu sắc đối với tăng ly tứ chúng đồng tu trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta được đón nhận diễn văn khai mạc của trưởng não Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, được xem như là kim chỉ nam để tất cả các tăng ni Phật tử chúng ta thông qua mùa Phật đản, chúng ta triển khai tất cả các hoạt động Phật sự trong năm cũng như trong quý để đạt được những thành quả tốt đẹp. Trong đại lễ kính mừng Phật đản, chúng ta được đón nhận những ý kiến phát biểu từ phía chính quyền đã đánh giá và khẳng định cái vai trò của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với truyền thống 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng với dân tộc. Cũng như trong năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền để xây dựng quê hương Hải Dương chúng ta cũng như huyện Kim Thành giàu đẹp văn minh. Ta có thể nói đại lễ kính mừng Phật đản năm 2024 của chúng ta chuẩn bị khép lại, và đến hôm nay thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng luôn luôn theo dõi lắng nghe các cái địa điểm của các ban trị sự Phật giáo tổ chức lễ đài tập trung. Có thể nói đến giờ phút này trên tất cả các nội dung tổ chức được tiến hành tổ chức có thể nói là đạt yêu cầu, và đồng thời nữa là gì, đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và cũng như sức khỏe của chư tăng và bà con Phật tử về tham dự đại lễ tại các lễ đài tập trung trên các trong các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh của chúng ta. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, theo như trong kế hoạch của giáo hội thì hôm nay chúng ta tổ chức lễ đài tập trung tại chùa Quang Khánh, bởi vì đây cũng là một trong những cái di tích lịch sử quan trọng của Phật giáo xứ Đông chúng ta. Nơi này được gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của quốc sư Đại Thánh Đông Sơn Tuệ Nhẫn Từ Giác quốc sư, với một cái di tích mà văn bia vẫn còn chép lại trên một chùa Muống của chúng ta có 150 gian chùa và có hệ thống tháp bia có thể là phong phú nhất tỉnh Hải Dương của chúng ta. Cho nên ban tổ chức quyết định đưa về chùa Quang Khánh, để cho tất cả chư tăng ni Phật tử chúng ta có dịp để chiêm ngưỡng di tích lịch sử quan trọng, và đồng thời chúng ta có dịp để lễ Phật, lễ vị Thánh Tổ quốc sư của chúng ta. Thế và theo như tinh thần của ban tổ chức thì mỗi một huyện đăng cai Phật đản thì ban trị sự đã trích kinh phí hoạt động của giáo hội hỗ trợ cho mỗi ban trị sự mà đăng cai á là 30 triệu. Thì năm 2023 thì ban tổ chức chúng tôi tổ chức cùng với huyện Bình Giang đồng đăng cai tổ chức tại huyện Chùa Sạt Bình Giang cũng được thành công tốt đẹp, thì cũng là để lại cái dấu ấn. Và đặc biệt cái lễ năm ngoái thì nó có ấn tượng là lễ rước bọ trùng quanh thị trấn Kẻ Sạt, được sự tham gia đông đảo của bà con Phật tử và giáo dân cũng tích cực tham gia. Chúng tôi thấy là thể hiện cái tinh thần đoàn kết, thắt chặt cái tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo cũng là tốt đẹp. Giáo hội cũng trích quỹ hỗ trợ 30 triệu, thì năm nay ban tổ chức cũng trích hỗ trợ cho ban trị sự Phật giáo của huyện Kim Thành là đơn vị đăng cai là 30 triệu.
30 triệu tuy là nó không nhiều, nhưng mà đây là thể hiện cái tinh thần động viên, bởi vì quỹ của giáo hội thì nó cũng có hạn chế. Cho nên là cũng xin thưa như thế để chư tôn đức trong ban trị sự cũng như ban tổ chức của huyện nhà để chúng ta tính toán cho nó hợp lý. Thế và hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đại lễ của chúng ta hôm nay là có thể nói là thiên thời địa lợi. Chúng ta ngồi đây không khác gì trong cái nhà điều hòa, vì có cái dòng sông trước mặt của chúng ta, cho nên là nó điều hòa không khí rất là mát, rất là mát mẻ, cho nên là thiên thời. Hai là địa lợi, thứ ba là nhân hòa. Nhân hòa là toàn thể tăng ni chúng ta toàn tâm để vì cái sự kiện quan trọng của giáo hội, đó là đại lễ kính mừng Phật đản. Cho nên chúng ta đã tập trung cao độ để tổ chức thành công đại lễ. Giờ này đại lễ của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Chỉ còn ngày 15 tháng 4 thì theo như thông bạch là tất cả các cơ sở tự viện trong phạm vi cả nước, chúng ta đúng 4 giờ là đồng cử hành ba hồi chuông trống bát nhã rước lễ đản sinh. Để như vậy làm gì? Để đại lễ Phật đản của Việt Nam chúng ta là hoàn thành cả hai truyền thống, đó là truyền thống Lam truyền và truyền thống Bắc truyền. Truyền thống Lam truyền là ngày rằm, ngày trăng tròn tháng Vê Sắc tương đương rằm tháng 5 dương lịch, và truyền thống Bắc truyền là mùng 8 tháng 4. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu từ mùng 8 và kết thúc vào ngày rằm để chúng ta duy trì được hai cái truyền thống Phật giáo giữa Lam truyền, Bắc truyền. Mà đất nước chúng ta là được kế thừa giữa hai cái truyền thống Phật giáo Lam truyền, Bắc truyền, Tiểu thừa và Đại thừa cùng hình thành và tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thế và trong đại lễ Phật đản thì niềm vui của tăng ni chúng ta lại được nhân đôi, được nhân lên. Thì thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng có một vài ý kiến phát biểu và mang tính chất là kêu gọi, kêu gọi và biến cái đại lễ Phật đản này thành một cái hành động việc làm Phật sự thiết thực. Trước nhất là cũng xin thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, các thành viên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, tỉnh Hải Dương của chúng ta, chúng ta tiếp tục kiên định con đường hành đạo với phương châm là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, đoàn kết hòa hợp trong tinh thần tứ chúng đồng tu, phát triển xây dựng ngôi nhà đạo pháp, ngôi nhà giáo hội mãi mãi phát triển bền vững trong lòng dân tộc của chúng ta và có sự kế thừa và phát triển. Cái thứ hai là sau mùa Phật đản là chúng ta sẽ bước vào thời kỳ an cư kết hạ. Đây là bổn phận, là nghĩa vụ, là trách nhiệm của tất cả các thành viên tăng ni trong giáo hội. Bởi vì theo luật Phật chế, nơi nào còn an cư kết hạ, nơi nào còn duy trì giới luật thì ở nơi đó Phật Pháp còn tồn tại, Phật Pháp còn cửu trụ. Cho nên chính Pháp sở dĩ được tồn tại trên thế gian này là phải lương vào bản thể hòa hợp của tăng thanh tịnh thì chính Pháp mới tồn tại. Cho nên cái việc an cư là bổn phận, là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi thành viên tăng ni chúng ta đối với việc tu học, đối với cái con đường chuyển hóa, tu tập để chuyển hóa, thăng hoa đạo đức, thăng hoa trí tuệ và đi đến giải thoát giác ngộ và đi đến tự lợi lợi tha, góp phần trang nghiêm cho ngôi Tam Bảo tại thế gian. Cái thứ ba là các hoạt động Phật sự trong năm thì chúng ta, các ban trị sự chúng ta cũng phải cần phải xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể. Trong đó thì chúng ta cũng không ngoài hai nhiệm vụ là phụng đạo và yêu nước. Về phụng đạo thì chúng ta chấp hành thượng tôn giới luật của Phật, chấp hành hiến chương nội quy tăng sự, quy chế tăng sự của giáo hội, của các cấp giáo hội. Và đối với luật pháp thì chúng ta là công dân, chức sắc, tín đồ, chúng ta phải chấp hành luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như nghị định, cũng như các quy định của địa phương. Thì đó chính là để góp phần để xây dựng một cái xã hội, đất nước của chúng ta ngày càng phát triển bền vững. Cái vấn đề nữa là theo như tinh thần của thông bạch thì tất cả tăng ni chúng ta không quên cái nhiệm vụ, tức là gì ạ? Tức là với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật,
cái tinh thần thương người như thể thương thân của dân tộc Việt chúng ta. Mà hôm nay các ban trị sự sau khi tổ chức Phật đản thì chúng ta đều có gì ạ? Chúng ta đều có dành dụm những phần quà để tặng, hiến tặng cho những gia đình có hoàn cảnh, các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cụ già, những người có hoàn cảnh không nơi nương tựa vân vân. Chúng ta đã thể hiện bằng một cái tinh thần hết sức là nhân văn, nhân bản của Đạo Phật. Đó là tinh thần từ bi, cứu khổ. Lời nói và hành động chúng ta đã đi liền với nhau. Hôm nay tại lễ đài tập trung này thì Ban trị sự Phật giáo của huyện nhà cũng đã trích một phần kinh phí và cũng như là sự ủng hộ trong cái vấn đề tổ chức đại lễ xây một căn nhà đại đoàn kết. Đây là một cái điều rất là quý. Mong rằng các ban trị sự chúng ta cũng cần phải nhân lên. Cái thứ hai là chúng ta cũng trích những phần quà để hỗ trợ cho các cái hoạt động, các cái trường tiểu học, các cái trường ở trên địa bàn của xã chúng ta và trên huyện của chúng ta. Thì hôm nay là chúng tất cả các đại biểu chư tăng chúng ta đều chứng kiến những cái việc làm vô cùng là quý báu, vô cùng là ý nghĩa, mang đầy triết lý nhân văn nhân bản của Đạo Phật đối với công cuộc xây dựng đất nước quê hương. Thì chúng tôi cũng xin tiếp tục kêu gọi toàn thể các tăng ni Phật tử chúng ta luôn luôn tinh tấn tu học và vì mục tiêu lý tưởng giải thoát giác ngộ và xây dựng quê hương xứ sở của chúng ta, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng thịnh cường, ngày càng phát triển và góp phần làm cho đạo pháp của chúng ta ngày càng được ảnh hưởng, có tầm ảnh hưởng trong đời sống xã hội của nhân dân Việt Nam chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi tất cả bà con Phật tử nhân dân, mình là người tín đồ Phật tử hơn bao giờ hết, chúng ta phải có những cái nhìn chính xác theo như con đường, 8 con đường bát chính mà Đức Phật đã vạch ra, bát chính đạo là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp. Chúng ta chính tư duy, chúng ta phải suy nghĩ một cách chân chính rồi hành động mới chân chính được. Chính ngữ cũng vậy, nói năng chân chính. Chính nghiệp cũng vậy. Thì để chúng ta tránh đi được những cái gì đó mà giữa trong một cái bối cảnh xã hội chúng ta nó đang có những cái cái mà chúng ta đang gặp phải, thì chúng ta cũng cần phải phân biệt để rồi chúng ta tránh không sa đà vào những cái chuyện đó. Thì một lần nữa thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, thay mặt cho Ban chỉ đạo tổ chức đại lễ Phật đản, xin bày tỏ sự quan tâm tri ân sâu sắc tới tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ và cũng như các sở ban ngành của tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cho công tác tổ chức đại lễ Phật đản được thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin bày tỏ sự tri ân đối với lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, huyện Kim Thành và xã Ngũ Phúc, địa phương sở tại, nơi đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản trên địa bàn. Cũng xin cảm ơn quý vị và cũng mong quý vị tiếp tục để tạo điều kiện giúp đỡ cho Ban trị sự Phật giáo của huyện nhà để hoàn thành các cái Phật sự trong năm và cũng như trong nhiệm kỳ 9. Cũng xin cảm ơn Chư Tôn Đức, lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo của huyện trong suốt thời gian qua cũng như các tăng ni trụ trì trên địa bàn của huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và Ban chỉ đạo, Ban trị sự Phật giáo của huyện để chúng ta làm nên thành công của đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2024 thông qua các nội dung diễu hành xe hoa, thế rồi các cái tiết mục văn nghệ chào mừng và tùy hỷ cho cái đại lễ này được thành công tốt đẹp. Xin kính chúc toàn thể Chư Tôn Đức cũng như kính chúc Chư Tăng tại Tổ đình Quang Khánh luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí tuệ để tiếp tục sứ mệnh mà Quốc sư Đại Thánh Đông Sơn Tuệ Nhẫn Ngài đã một tấm gương, thì các bậc tiền tổ đây cũng đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp
một gia bảo vô cùng quý báu mà chư tôn đức hiện nay kế đăng được kế thừa, tiếp tục phát huy cái sứ mệnh của Phật tổ. Chúc cho quý ngài được luôn luôn thân khỏe, tâm an, tinh tiến, dũng mãnh để lãnh đạo các hoạt động Phật sự trên địa bàn của huyện nhà ngày càng phát triển. Chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và gia quyến luôn luôn được bình an khang cát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể đại lễ. Lời phát biểu cảm tạ và phát động của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức đại lễ đã khép lại nghi thức hành chính của chương trình đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 của Ban Trị sự và Tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Chúng con xin được thành kính tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ này, giờ phút trang nghiêm long trọng, cung thỉnh chư tôn đức trân trọng kính mời quý đại biểu cùng toàn thể đạo tràng đồng hoan hỷ khởi thân trang nghiêm hướng về Kim Dung Đức Từ Phụ Sơ Sinh cử hành bài tụng khánh đàn và nghi thức mộc dục. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức đại lễ đương vi sám chủ hợp lực cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là bài nghi thức xưng tụng khánh đàn kỷ niệm Phật đản sinh tại các lễ đài cũng như là các chùa đã được giáo hội quy định. Thì chúng tôi cũng xin đề nghị toàn thể đại chúng nhất tâm để xin năng lượng an lành để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh được an lành và tất cả chúng ta đều được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục phục vụ Tổ quốc và phục vụ đạo pháp, phục vụ dân tộc. A Di Đà Phật. Chúng con xin được đại năng. Xin cho khói trầm hương kết thành mây lam sắc dâng lên khắp mười phương cung giảng vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đại sen dự giờ huyền làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát. Xưng tán Đức Thế Tôn Bậc Vô Thượng Đăng Nhân từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân rồi từ cung đâu xuất giang trần giả từ ngôi vị của vương ngồi công bồ đề khóa ma quân mồ sáng sao mai trở mộc đạo lớn viên thành rồi đại truyền pháp luân muôn loài cùng quy hương nhất tâm đạo vô chân. Chỉ tam đinh lễ từ trời đâu xuất ưng mộng ba gia cởi voi sáu ngà vào trong thai mẹ bàn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tam đinh lễ cây vô ưu đàn sinh thị hiền trên dòng phun nước bảy bước xưng tôn bàn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chỉ tam đinh đệ dưới cây bồ đề ba quân hàng phục thấy sao mai sáng Phật đạo viên thành bàn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tam đinh đệ dưới cây Sa La Niết Bàn thị hiền để lại xa nơi phục khắp trần gian bàn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tam đinh đệ hiện tòa đạo tràng ta ba giáo chủ đạo sư ba cõi từ phụ muôn ở ngoài bàn sơ đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đàn một giả vui mừng cúi đầu đến lễ là phương tam thế điều ngược như lai cùng thanh hiền tăng chúng con cùng pháp giới chúng sinh bởi thiếu nhân lành thấy đều xa và tham sân chấp ngã quên ăn về thế ngài sĩ mê tù trong lục đạo trăm giới phiền não nghiệp báo không cùng nay nhờ Phật tổ năng nhân nhủ lòng lân mần không đã sinh linh theo phúc nàng kiếp luân hồi đêm điểm lành vô tình phạm phúc sinh con thảo ba mươi ai tướng nào vừa mười tuổi xuân lòng tự ai cực thần chi xuất trần quá mạnh ngai vàng phía trái tìm lối xuất ra sau lắm khổ hạnh dừng ra bảy thất kiếm tinh tiền chứng thành đạo ba hàng phổ ma binh ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh muôn vật tay nhờ ơn tế đồ chúng con nguyện giữ bỏ dù tình quan cố học theo đức tính quang minh vui xin Phật tổ giám thành từ bi chúng sinh trong thành đạo quả Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Lâm Thị Ly Viên Vô Thủ Hà Thị Hiền Đàn Sinh Bàn Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Chúng con cung kính nghe rằng Phật Pháp tối tôn thế giới lâm châu đồng kinh ngưỡng Pháp Vương Vô Thượng Thập Phương Hiền Thánh Cộng Quy. Nguồn đạo xuất phát từ Tây Càn truyền sang Đông Chân, du nhập đất nước Việt Nam hơn 2.000 năm lịch sử có hoài. Hôm nay nhân ngày khánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật lần thứ 2648 năm Dương lịch 2000.
trì sự Phật Việt Nam tỉnh Hải Dương, ban trì sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành, cùng toàn thể quý cấp chính quyền tỉnh Hải Dương huyện Kim Thành, tăng lý hai chúng Phật tử mười phương, cùng về trước Phật đài thành tâm hướng về thánh tích Lâm Tỳ Ly, lời đạo sư thị hiền. Giờ đây bao nhiêu công đức bấy nhiêu hương hoa thành kính thiết tha, nguyện cúng dường Đức Thích Ca Tử Phụ trong ngày đản sinh. Nguyện xin Phật Tổ từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh công đức. Chúng con xin nguyện chúc lên đạo Phật sang thêm pháp môn ngày càng tỏ ràng, gió hòa mưa thuận đất nước bình yên, khắp nơi thành thị lòng thôn mọi giới biết nói theo đường thiện nghiệp, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội được tự do bình đẳng. Xin thổi ngọn gió từ bi vào thế gian, nóng bức đem mặt trời trí tuệ về ngự giữa không gian âm u, khắp nơi đạo giải thoát được tuyến dương mưa pháp thâm nhuần, chúng sinh đều lợi lạc. Lại nguyện tam tai dứt sạch nghiệp chướng thiếu trừ, kiếp kiếp lương bóng từ đời đời tu Phật đạo, phùng thờ tam bảo phổ độ quần mê bờ giác, quay về xây thành tình đồ. Bốn ân cùng bao ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi cùng về cực lạc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, quý vị đại biểu quan khách đồng quang lâm lên để làm lễ tắm Phật, và xin cung thỉnh các quý vị Phật tử hoan hỷ, chúng ta sẽ lần lượt để lên để tắm Phật sau khi chư tôn thỉnh đánh kiểm lên. Đánh kiểm lên đi. Đứng lên đồng khởi thân đọc nha. Hôm nay được tắm Đức Như Lai. Hôm nay được tắm Đức Như Lai. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm. Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm. Được thấy trần gian hiện pháp thân. Được thấy trần gian hiện pháp thân. Hôm nay được tắm Đức Như Lai. Hôm nay được tắm Đức Như Lai. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm. Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm. Được thấy trần gian hiện pháp thân. Được thấy trần gian hiện pháp thân. Để thống nhất nghi thức tắm Phật thì xin chư tăng đại biểu chúng ta tắm ba gáo. Gáo thứ nhất là tắm về phía tay trái, xối vai trái của ngài, thầm nguyện là nguyện đoạn nhất thiết ác,
Và gáo thứ hai chúng ta xối lên vai trả phải, tay phải chỉ thiên, nguyện tu nhất thiết thiện. Gáo thứ ba chúng ta xối vào từ đầu gối trở xuống, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, là để y theo con đường Bồ Tát Đạo của Đức Phật. Hôm nay được tắm Đức Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sinh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Chư Phật xuất thế, thiên hà thái bình. Chư Phật xuất thế, chư Phật xuất thế. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô